Bảo, à, ông Bảo, ông của cậu Hải, à, tặng cho anh
trên con đường về, bỗng nghe lòng đan ước mơ. Mơ ôm anh trong tay đêm mưa thì thào, nếu đời là một giấc chiêm bao, xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu. Em muốn yêu anh dài lâu, anh em muốn yêu anh dài lâu, anh em muốn yêu anh đậm sâu, anh em đã thương anh từ lâu, anh em muốn yêu anh dài lâu. Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây. Yêu em cho đến khi ông thôi lạc mơ, đến khi loài chim quên lối bay. Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào. Lần đầu tiên cho phép lời xin thay mặt cho ban tổ chức, ban giám đốc trung tâm tiệc cưới Ngọc Trâm xin được gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào mừng đồng nhiệt nhất. Thưa quý vị, qua thời gian tìm hiểu từ nhiều gắn bó, họ đã tìm được một nửa còn lại của chính mình, và cho đến ngày hôm nay được sự quý của hai bên gia đình cùng sự kết nối của ông Tơ và người anh chị đã quyết định sống bên nhau để thuở ban đầu và cùng nhau xây dựng cho mình một ấm gia đình hạnh phúc. Hôm nay ngày 26 tháng 5 năm 2018 là ngày lành tháng tốt được sự bố trí của hàng nhà trai cho ngày hôm nay là ngày lễ tân hôn cho anh Trần Tiến sống cùng công chị Ngọc Hiệp. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng hướng mắt về phía tượng đài để cùng đến với ý thức khai mạc của lễ tân hôn qua phần diễn của đoàn Ngọc Trâm.
đài hôm nay, chúng tôi còn không quên giới thiệu đến toàn những điều quan khách, những người là phi công siêu thần và những người như đôi bạn trẻ chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị những người đáng kính, đáng trọng ấy. Đầu tiên về phía ông đàn trai, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên phía đài ông Trần Văn Hồng và bà Trụ Thị Thủy Tiên là song thân của chú rể. Xin được trân trọng kính mời đại diện họ nhà trai kính về phía đài.
động theo phụng kiến tôn cha. Và trong niềm vui trọng đại hôm nay, chính tay của tôi vẫn sẽ xin vươn lên các đứng sự thành để đưa sự mừng trong ngày cuối để tỏ lòng tôn kính biết ơn. Xin phép được vô mưa
Còn bây giờ là một việc đến đây xin phép tạm dừng. Tôi lại cũng xin được cho tổ chức của chương trình kính chúc vị vui một tiệc thực ngon miệng để chúc vị trân trọng kính chào. Yeah.
tình cờ. Thank you.
Bỗng dừng bước phiêu du, ở đây có biết nữa hồ
nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây hồng. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương, sẽ không còn nỗi buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn trường xa ai còn vẫn vươn sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước yêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có ngôi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây một cái tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắm hương, sẽ không còn những buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến hoa vườn em ngắm hương, sẽ không còn những buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nào. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Tình đôi ngón dấu yêu dệt tiếng thơ em đêm,
vai vẽ tình yêu mình. Ôi ngón nào xinh xinh, ai ai vừa đeo nhẫn kia, sẽ kết tình đôi lứa thắm tô mùa xuân ấm lòng. Đời ta giờ đây như bài ca, rộn ràng ngàn lời tình yêu nồng say, đàn chim nào nghiêng cánh bay. Từng ngón tay đan vào ngón tay, những ngón tay yêu thương không rời xa, những ngón tay dệt giấc mơ cho đời, ngón tay vẽ trời tươi hơn. Lòng tha thiết buông theo tiếng